Khoảng 15 giờ chiều ngày 12 tháng 8 tại quốc lộ 14, đoạn qua xã Ea Hờ Trú, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người bị thương. Xe ô tô mang biển kiểm soát 81H02760 lưu thông theo hướng Đắk Lắk Gia Lai thì va chạm với xe hơi biển kiểm soát 81A00470 có logo của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do Nguyễn Thu Sinh trú Gia Lai và xe tải biển kiểm soát 47C26306 do Nguyễn Tấn Sơn 40 tuổi trú Đắk Lắk điều khiển. Theo thông tin ban đầu, trong số 3 nạn nhân tử vong có tiền đạo Paulo Madeira Oliveira, 27 tuổi, cùng 2 nạn nhân khác đi trên xe ô tô con là trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí đều của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Riêng tài xế Nguyễn Thú Sinh đã được đưa đi cấp cứu với tình trạng bị thương nặng.